Thể lụy tinh bẩm sinh là một bệnh lý nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời thì các con sẽ bị mất thị lực vĩnh viễn. Nếu đục thể lụy tinh bẩm sinh trên trẻ em thì còn khó phát hiện hơn nữa, vì trẻ em sẽ càng không có những cái phản ánh về tình trạng mắt của trẻ đối với bố mẹ. Rất đau lòng có nhiều trẻ đã không được phát hiện điều trị kịp thời, mặc dù sau điều trị đã rất tích cực nhưng mà trẻ vẫn không có được một thị lực tốt nhất. Trước đây gia đình mình thì cũng không biết đến căn bệnh này ấy, thì chỉ thực sự những ai mà trong cái hoàn cảnh này mình mới thấy được cái sự quan trọng của việc phát hiện cũng như là điều trị sớm. Làm cha mẹ thì ai cũng mong muốn là con mình được khỏe mạnh và có đôi mắt sáng. Khi mà gia đình biết là con có vấn đề về đục thủy tinh thể bẩm sinh thì cả gia đình đã rất là lo lắng. Ví dụ như mẹ phát hiện thấy có những dấu hiệu bất thường ở mắt của trẻ, như là hai mắt của con bị lác ra ngoài vào trong, hoặc có điểm đốm trắng bất thường ở giữa mắt thì cần phải đi khám sớm hơn. Hoặc trong quá trình mẹ mang thai có phát hiện một số bệnh lý, ví dụ như là rubella, bị cúm, bị tiểu đường thai kỳ, hoặc là trẻ có những cái bất thường bẩm sinh khác trên cơ thể thì bé sẽ cần phải được khám ngay khi vừa sinh ra. Trẻ em không phải là một người lớn thu nhỏ. Về mặt cấu trúc, giải phẫu cũng như sinh lý của trẻ hoàn toàn khác với người lớn. Thế nên chuyện phẫu thuật can thiệp trên đục thủy tinh ở trẻ em và người lớn cũng có rất nhiều điểm khác nhau. Điểm đầu tiên là với các bé thì bắt buộc chúng ta sẽ phải tiến hành gây mê mới có thể phẫu thuật được cho trẻ. Việc thứ hai là phẫu thuật thể thủy tinh ở trên trẻ em không mang lại thị lực cho trẻ ngay lập tức, nhưng nó là bước đầu tiên để có thể phát triển thị lực một cách hoàn hảo. Câu lạc bộ mắt trẻ em được thành lập từ năm 2006, trực thuộc Hội Nhãn khoa Việt Nam. Câu lạc bộ là nơi quy tụ của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này trên toàn quốc. Năm nay, câu lạc bộ mắt trẻ em có hoạt động thường niên là hội thảo khoa học sắp được tổ chức vào ngày 25 tháng 5 tại Đà Nẵng. Với chủ đề kiểm soát cận thị ở trẻ em và phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể bẩm sinh, hội thảo hứa hẹn sẽ cập nhật nhiều kết quả nghiên cứu mới, truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tiễn và có giá trị cao.